U Minh, rạch gốc rừng tràm, mùi kêu kệ mùi, tao ham ba khía rồi. À, ba khía là một loài họ, cua nhỏ có càng to, là loại còng biển. Do trên lưng có ba đường rạch gọi là khía, nên chúng được đặt tên là ba khía. Ba khía là món ăn đặc sản của vùng miệt thứ, là sản vật của thiên nhiên mang lại cho người dân nơi đây. Nó là nguyên liệu cho món mắm ba khía chứ danh ở miền Tây. Và có hai món gọi trộn ba khía mà có lẽ người dân miền sông nước nào cũng đã một lần nếm qua, là ba khía trộn tỏi ớt và gọi đu đủ ba khía siêu ngon, rất gây nghiện, siêu hấp dẫn mà lại cực kỳ dễ làm và không mất nhiều thời gian. Và ngày hôm nay, miệt thứ thứ 11 sẽ giới thiệu đến các bạn ba khía miệt thứ. Đây là loài ba khía thường sống ở bãi bồi nước lợ mặn dưới tán đước, mắm, gầm rạp ở vàm Kim Quỳ thuộc xã Vân Khánh, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Nhưng mà cô ba khía này ở đâu? Ba khía này là bác của mình đó. Vậy ven là bác ở xã nào? Biển, xã nào cô? Xã Vân Khánh. Ký cô bán nhiêu? Ký bán 90. Ký bán 90, bọc này là nhiêu? Bọc đó 45. Mình bắt ở ngoài vàm và ngoài biển đúng không? Là Kim Quy hả cô? Dạ Kim Quy. Dạ chấm hả? Cái này là muối rồi nè. Muối rồi ngon lắm đó nè. Đây mã vô này có ghi. Có ghi âm, ghi âm. Con bây giờ là một bọc này là bao nhiêu tiền? 45.000 là 1 ký 90.000 phải không? Bọc này là nửa ký đúng không? Nhưng chút lên thôi bóp vào bài tôi thấy nói chuyện không sụp. Nhưng mà bây giờ muốn mua liên lạc với cô làm sao đây? Muốn mua thì điện số điện thoại. Cô đọc số điện thoại đi, con đang ghi nè. 039. Rồi. 867. Rồi. 44. Rồi. 98. Rồi, mọi người muốn mua liên lạc với số điện thoại vừa mới đọc xong. Nhưng mà khi nào cô đi bắt nữa là cô phải cho con đi quay nha. Con mày sao điện khi... bảnh hả? Ừ, con bây giờ ngày nào cô đi bắt nữa? Tối. Tối nay hả? Này mấy giờ? Khoảng 8 giờ rưỡi ạ. 8 giờ rưỡi tối phải không? Rồi 8 giờ rưỡi tối con đi vô đó. Nhưng mà gặp cô ở đâu? À, gặp ở ảnh á, à, tôi không có đi, ảnh đi không mà chồng tôi. Nhưng mà sẽ gặp ở đâu, hẹn ở đâu á? À, ở ngã tư. Ngã. Khoan để chừng nào cái số này sao mà. Một lát nữa em nhắn điện thoại qua chị. Phải rồi, nhắn điện thoại qua nha. Dạ. Nhắn điện thoại qua đi rồi quay vô. Ba khía. Dạ. Ba khía chế. Chế ba khía nửa ký. Trời ngon. Một ký 90.000 không có chạy giá con quỷ kia. Trời ơi. Trộn sẵn mắt kiến trộn. Hả? Ta trộn sẵn mắt kiến trộn. Không, ta trộn sẵn nhưng mà cái này là... Nó không ngon, mà cái này muối ngon nè. Em mới ăn xong nè. Ăn thử coi nè, cho bán càng đi. Không, cho một bọc này nửa ký như vậy. Bằng nửa ký là bán sang bọc nửa ký. Nửa ký không mà chị à. Em ăn em nấu muối lắm xong rồi. Em nói khúc này là dài nè. Người ta nút thôi à, bà dai luôn hả? Trời ơi, người ta nút thôi à, ta nút cái thịt thôi. Ra luôn càng hả, ngon không? Thì đương nhiên rồi, muối mà. Và cái muối mà mặn thôi. Mất phòng mấy quá rồi, đỡ mất phòng mấy. Rồi, người ta nút gì? Sao không ra, cắn cái đó xong rồi nút rồi cái thịt ra. Nút nó mới ra. Bye bye. Tối gặp nha.